Người Trung Quốc chất vấn, tại sao quốc kỳ Việt Nam lại nên đỏ sao vàng giống Trung Quốc vậy? Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đã nổi lên một chủ đề bàn tán rất đáng chú ý liên quan đến quốc kỳ của Việt Nam chúng ta. Cụ thể thì mình đã bắt gặp một đoạn video có tiêu đề. Đó là lá cờ ngôi sao năm cánh giống như lá cờ của Trung Quốc. Lá cờ Việt Nam có nguồn gốc như thế nào? Nó thực sự có liên quan đến cờ Trung Quốc không? Đến nay thì video đã nhận về 431.000 lượt xem với rất nhiều comment tranh cãi từ netizen Trung Quốc. Trước hết, chúng ta cùng lắng nghe xem kênh này đã nói gì nhé. Đầu tiên, chủ video này đã nói về sự ra đời của quốc kỳ Trung Quốc. Kênh này nói, cờ Trung Quốc gồm một ngôi sao vàng ở bên trái. Có một vòm có 4 ngôi sao vàng nhỏ hơn vây quanh ngôi sao lớn trên nền cờ đỏ. Chú ý, đỉnh của 4 ngôi sao nhỏ hướng về phía tâm ngôi sao lớn ở góc trên bên trái phía đỉnh cột cờ. 5 ngôi sao trên lá cờ tượng trưng cho sự đoàn kết của đất nước. 4 ngôi sao nhỏ bao quanh là các lực lượng cách mạng gồm giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị và tư sản dân tộc đứng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Hoa, tượng trưng cho ngôi sao lớn nhất. Ngày 27 tháng 9 năm 1949, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã thống nhất chọn lá cờ này làm quốc kỳ. Còn cờ Việt Nam thì sao? Thoạt nhìn thì có nét tương đồng rất lớn với cờ Trung Quốc. Cờ Việt Nam có tông màu đỏ giống cờ Trung Quốc. Đáng chú ý hơn nữa là ngôi sao màu vàng năm cánh giống như Trung Quốc. Nó được công nhận là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh. Dù đã tồn tại nhiều năm qua nhưng tác giả của lá cờ vẫn không được xác định một cách chính xác. Vì vậy mà rất nhiều khả năng lá cờ này là copy của cờ Trung Quốc. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Đó là toàn bộ những chia sẻ của chủ video. Kênh này hiện tại có hơn 2,7 triệu người đăng ký. Vì vậy mà những phát ngôn luôn được tạo sức hút nhất định với người xem. Riêng với video này, kênh đã nhận về 431.000 lượt xem với hàng trăm comment đến từ netizen Trung Quốc. Vậy thì netizen nước này đã chất vấn như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe xem họ nói gì nhé! Việt Nam là con cháu của Trung Quốc. Cờ Việt Nam trích ra từ một trong tổng số 4 ngôi sao trên cờ Trung Quốc. Lá cờ Việt Nam dường như là một trong hơn 3.000 lá cờ Trung Quốc được bầu sơ bộ trước ngày 1 tháng 10 năm 1949. Cờ của Việt Nam đã có mặt trong các bức tranh vẽ của họa sĩ Trung Quốc vào thế kỷ trước. Màu sắc và kiểu dáng đều giống hệt thì chỉ có thể là sao chép thôi. Điều này thật đáng xấu hổ. Người Trung Quốc chúng ta chưa bao giờ đi sao chép của ai cái gì, nhưng lại bị thế giới lấy ra làm hình mẫu rất nhiều. Việt Nam luôn bắt chước Trung Quốc. Mình cải cách mở cửa thì họ cũng cải cách mở cửa. Việt Nam bắt chước Trung Quốc dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ là lá cờ quốc gia xứng đáng bị nghi ngờ. Chúng ta nên kiện bản quyền ra thế giới để giành lại công bằng cho Trung Quốc. So với Australia và New Zealand, Ba Lan và Indonesia, Bỉ và Đức, sự tương đồng giữa quốc kỳ Trung Quốc và Việt Nam còn tệ hơn nhiều. Các bạn ạ, vừa rồi là một số bình luận của netizen Trung Quốc bên dưới video. Sau khi đọc bình luận thì các bạn thấy sao? Còn mình thì chỉ biết ngán ngẩm mà nói rằng các anh em Trung Quốc ăn nói xà lơ số 2 thì không ai dám số 1 cả. Không biết là các bạn ấy có được giáo dục lịch sử đàng hoàng khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay là không, mà lại có kiểu ăn hô nói thừa đến như thế. Như chúng ta đã biết thì quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ của Trung Quốc có thiết kế là khá giống nhau với cùng hình dạng, quy cách, phông nền màu đỏ và chỉ khác nhau ở biểu tượng. Là lá cờ của Trung Quốc có 5 sao vàng 5 cánh ở phần góc bên trái và quốc kỳ Việt Nam chỉ có 1 sao vàng 5 cánh ở chính giữa. Ngoài ra, ý nghĩa của quốc kỳ Việt Nam và Trung Quốc cũng có nhiều điểm giống nhau, chẳng hạn như là màu đỏ của phông nền là biểu tượng cho tinh thần cách mạng, cho máu của những anh hùng dân tộc. Còn sao vàng năm cánh thì biểu trưng cho 5 tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh cùng nhau đoàn kết kháng chiến. Trước sự khá giống nhau của quốc kỳ hai nước, cùng bản tính khá ngạo mạn của người Trung Quốc luôn coi quốc gia mình là quốc mẫu và mọi thứ của Việt Nam đều là sao chép từ Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc cho đến nay vẫn luôn tin rằng quốc kỳ của Việt Nam chỉ là một sản phẩm sao chép của quốc kỳ Trung Quốc. Thậm chí là nhiều ý kiến nói rằng cờ đỏ sao vàng của Việt Nam với ngôi sao là để ám chỉ Việt Nam là một tiểu Trung Quốc. Để làm rõ vấn đề này thì trước hết mình xin khẳng định quốc kỳ Việt Nam chắc chắn không phải là sản phẩm sao chép của Trung Quốc. Lý do vì sao thì mình xin bật mí ngay sau đây. Lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam xuất hiện lần đầu tiên tại khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23 tháng 11 năm 1940 và sau đó trở thành lá cờ của Việt Minh. Sau khi Việt Minh giành được chính quyền, ngày 2 tháng 9 năm 1945, cờ đỏ sao vàng chính thức xuất hiện trong buổi lễ tuyên bố độc lập tại quảng trường Ba Đình. Nó được công nhận là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 9 năm 1945 và được Quốc hội khóa 1 năm 1946 khẳng định lại. Trong cuộc họp Quốc hội khóa 1 quy định cụ thể về quốc kỳ ngày 2 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, lá cờ đỏ sao vàng đã thấm máu đồng bào ta trong Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940,
Chính lá cờ này đã cùng phái đoàn chính phủ đi từ châu Á sang châu Âu. Từ châu Âu về châu Á, cờ đã có mặt trên khắp đất nước Việt Nam. Vậy thì trừ 25 triệu đồng bào, còn không ai có quyền thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Nói cách khác thì 9 năm, Việt Nam là từ năm 1940, còn cờ Trung Quốc đến năm 1949 mới được công nhận. Lịch sử đã ghi lại, người Trung Quốc có muốn xuyên tạc cũng không thể được. Người Trung Quốc ngộ nhận việc Việt Nam giành độc lập năm 1945, còn Trung Quốc giành độc lập sau 2 năm. Mãi đến năm 1947, Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới trước. Như vậy thì ai sao chép của ai? Hơn nữa, khi nhìn vào bằng mắt thường là biết con người của hai dân tộc khác nhau, Việt Nam chỉ một sao vàng lớn, chứng minh con người có tấm lòng nhân ái và trí tuệ lớn, không phân biệt chủng tộc. Tất cả dân tộc là một, chúng ta đều là người Việt Nam, không phân biệt các dân tộc thiểu số như là Trung Quốc. Ngôi sao vàng lớn nằm ở giữa nền đỏ thẫm cũng là một điều tốt. Việt Nam sẽ mãi là ngôi sao sáng chói trên thế giới không bao giờ bị dập tắt. Từ những năm đầu của thập kỷ 40, lá cờ đỏ với ngôi sao vàng năm cánh của Việt Nam xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Trong suốt chiều dài đi cùng những năm tháng lịch sử dân tộc, trong những sự kiện lớn nhỏ của nhà nước, của nhân dân, của các ngành các cấp ở trong nước và quốc tế, đặc biệt là trong những dấu mốc bước ngoặt của lịch sử đấu tranh bảo vệ xây dựng đất nước, đều có sự xuất hiện của cờ đỏ sao vàng, lá cờ tổ quốc. Một canh, hai canh, lại ba canh, trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành, canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Những đêm dài Bác Hồ trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành trong lao tù thực dân, hình ảnh sao vàng năm cánh đã nói lên tiếng lòng mong muốn được tự do, độc lập, vươn xa của người. Và ngay khi cách mạng tháng 8 thành công, ngày chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, cờ đỏ sao vàng năm cánh đã tung bay trên lễ đài và dưới quảng trường Ba Đình, làm cho không khí ngày lễ độc lập ấy càng trở nên thiêng liêng và ý nghĩa. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân vĩ đại năm 1975, cờ đỏ sao vàng được tung bay trên đỉnh Dinh Độc Lập đã mở ra một trang mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Và trong niềm vui hân hoan sau ngày đại thắng, ngày 4 tháng 1 năm 1977, nhân dân hai miền cầm trên tay những lá cờ đỏ sao vàng vẫy chào chuyến tàu đặc biệt. Chuyến tàu của sum họp đoàn tụ gia đình Bắc Nam, và nay trên mọi nẻo đường hoan ca của dân tộc Việt Nam ở trong nước cũng như là trên trường quốc tế đều có hình bóng của quốc kỳ. Nhìn lá cờ tung bay tựa như có niềm hân hoan, niềm tự hào trong lòng mỗi người dân Việt vững bước trên con đường xây dựng đất nước tươi đẹp hơn, to lớn hơn như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng là lá cờ Việt Nam và cờ Trung Quốc có một số điểm tương đồng như đều sử dụng nền màu đỏ và phía trên có hình ảnh sao vàng năm cánh. Tuy nhiên thì mỗi quốc gia đều có một lá cờ khác biệt, không có quốc kỳ của nước nào chung với nước nào cả. Lá cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh quốc kỳ tung bay gợi nhớ đến những ý nghĩa thiêng liêng, một lịch sử hào hùng của ông cha ta trong sự nghiệp giữ nước. Là người Việt Nam, chúng ta hãy ra sức gìn giữ, bảo vệ cho danh dự của lá cờ ấy. Chúng ta tuyệt đối không nghe theo lời giặt mũi của những kẻ xấu làm hủy hoại đi ý nghĩa cao đẹp của cờ đỏ sao vàng Việt Nam. Các bạn nghĩ sao? Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.